anh chị lưu ý những kiến thức mà chúng ta học về luật hấp dẫn, đó là chúng ta đang xét trên khía cạnh đây là chúng ta đang học về bộ môn luật hấp dẫn. Nhưng trong tất cả những quy luật của vũ trụ thì chúng ta sẽ có rất nhiều quy luật của vũ trụ, và việc của chúng ta không phải là chúng ta chỉ cần nghiên cứu một quy luật, đó là luật hấp dẫn, mà chúng ta có thể thành công được, mà chúng ta phải hiểu rất nhiều những quy luật khác và chúng ta sống thuận theo tất cả những quy luật của vũ trụ thì chúng ta mới đạt thành công. Ví dụ trong phần sách này nói khá là nhiều về việc mà chúng ta tưởng tượng, hình dung trong tâm trí, nói về rất nhiều về cảm giác, về cảm xúc mình. Tuy nhiên để cảm giác và cảm xúc thôi, hay là cái việc mà chúng ta vay mượn á, chúng ta mượn cái điểm tựa nào đó, chúng ta hình dung trong tâm trí mình một cái hình ảnh nào đó, thì chúng ta có thể thu hút nó về. Đây là kiến thức chính xác, luật hấp dẫn nó sẽ vận hành như vậy. Nhưng bên cạnh luật hấp dẫn còn nhiều những quy luật khác nữa, ví dụ như quy luật nhân quả, quy luật cân bằng, đúng không? Luật hấp dẫn có thể giúp chúng ta đạt được tất cả những gì mình muốn. Ví dụ như thậm chí bây giờ đầu đại học, đúng không? Thậm chí không cần học luôn, nhưng cũng có thể có một cách vi diệu nào đó, tức là có thể là chúng ta không cần phải học quá nhiều ấy, nhưng mà cũng có những cách vi diệu nào đó mà giúp chúng ta có thể đạt được. Hay là ví dụ để chúng ta thành công, đúng không? Hay chúng ta có tiền đi, một cách vi diệu nào đó chúng ta cũng có thể có rất nhiều tiền được. Ví dụ như là thay vì tiền thì chúng ta có cái nhiều nguồn lực khác nhau, cho biếu, nhận, tặng, thưởng các thứ vân vân. Nhưng những cái thứ gì mà nó không đến từ giá trị cốt lõi, nó không đến từ quy luật cân bằng, thì vũ trụ cho chúng ta được thì sẽ lấy của chúng ta được. Anh chị lưu ý nhé, cho được thì cũng lấy được. Cho nên chúng ta hãy tự tạo ra cái thế cân bằng cho mình, đó là tất cả những gì mà chúng ta nhận được thì chúng ta đều xứng đáng nhận được. Bằng việc nhận, chúng ta đã sẵn sàng cho đi trước đó rất nhiều rồi, thì bây giờ chúng ta mới có. Hay là để gặt được trái ngọt, anh chị vậy bỏ khoảng thời gian, công sức, tiền bạc để chúng ta gieo trồng cái quả ngọt đó thì chúng ta mới thu hoạch được. Còn chúng ta có thể qua nhà hàng xóm thu hoạch trái ngọt được không? Được, được nhá, được chứ. Nhưng một ngày nào đó đẹp trời nào đó, chúng ta cũng phải trả cho người hàng xóm mình cái trái ngọt tương tự. Còn nếu như anh chị không có ý thức trả trái ngọt cho người khác, thì vũ trụ sẽ bằng một cách nào đó để lấy cái trái ngọt mà anh chị đã lấy từ nhà hàng xóm ấy sang nhà hàng xóm, trả lại cho bên nhà hàng xóm. Chúng ta lấy đi từ vũ trụ, vũ trụ có thể cho chúng ta lúc này, nhưng có thể lấy đi của chúng ta vào lúc khác. Hay là Nguyên hay chia sẻ với anh chị về cái việc cho đi và nhận lại ấy, thì cái việc cho và nhận thì nó luôn cân bằng. Một bên cho đi thì sẽ luôn còn nhận lại. Nếu như anh chị đang được nhận rất nhiều tiền bạc, rất nhiều cơ hội, rất là nhiều những người đến giúp đỡ mình thành công, ví dụ như vậy, thì anh chị cũng có ý thức là mình nhận được thì mình phải có ý thức cho đi, hoặc là anh chị phải cho lại cái người, cái nguồn lực mà để giúp cho mình, hoặc là anh chị phải tìm cách cho lại cái người khác. Anh chị cứ luôn ghi nhớ là trong vũ trụ này có cho thì có nhận. Chúng ta là người nhận, nhưng chúng ta không phải cho đi thì chúng ta sẽ bị vũ trụ lấy đi. Và đúng luật hấp dẫn như vậy, nếu như chúng ta sử dụng luật hấp dẫn để đạt sự thành công cho mình rất là tốt. Nhưng anh chị xét xem thành công đó của mình, tiền bạc đến mình ấy, nó có xuất phát từ việc mình cố gắng nỗ lực chăm chỉ hay không, mình có tạo ra những giá trị để mình xứng đáng có được số tiền này hay không. Còn nếu không, luật hấp dẫn mà thu hút chúng ta thu hút được chính xác điểm chúng ta muốn, nhưng chúng ta có giữ nó được trong thời gian dài hay không, thì cái quan trọng của việc là anh chị có tạo những cái giá trị trong dài hay không.